Xin kính chào quý vị và các bạn. Đợt mưa lớn ở Nam miền Trung và Tây Nguyên dự báo sẽ còn tiếp diễn cho đến hết ngày hôm nay. Trong đó các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai tiếp tục ngập diện rộng do là mưa lớn và lũ lên cao. Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở khu vực từ Quảng Ngãi trở xuống Khánh Hòa hay là Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến từ 70 cho tới 150mm và cục bộ có nơi trên 200mm. Cộng với lượng mưa hàng trăm mm vào trước đó, thì chiều nay một loạt các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên sẽ có lũ lên cao trên báo động 3. Trong đó, sông Côn và sông Ba sẽ xấp xỉ mức lũ lịch sử. Bởi vậy mà các vùng trũng thấp dọc các con sông này sẽ khó tránh khỏi tình trạng ngập sâu. Cần lưu ý nhất lúc này đó là tại trạm Phú Lâm trên sông Ba của Phú Yên. Với vị trí là nằm ở cuối sông thì hiện nay nước lũ đang lên nhanh do là nước từ thượng nguồn dồn về. Tốc độ tăng trung bình khoảng 25cm một giờ. Và vào sáng nay, mực nước thì vẫn còn ở dưới mức là báo động 1, thế nhưng dự báo trong chiều và tối nay sẽ vượt báo động 3 khoảng là 80cm vào lúc 19 giờ. Và nó còn kém mức lũ lịch sử khoảng là 70cm nữa thôi. Người dân tại thành phố Tuy Hòa hay là huyện Đông Hòa, Phú Hòa cần phải chủ động đối phó với ngập lụt trong chiều và đêm nay. Còn về thời tiết ở miền Bắc, mặc dù là không khí lạnh đang về, thế nhưng với bản chất là khô thì chiều nay trời vẫn sẽ có nắng nhiều. Nhiệt độ thì chỉ giảm nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ, xuống mức là 22 đến 26 độ. Trời còn có gió nên tiết trời khá đẹp. Chuyển sang thời tiết biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào chiều nay thời tiết tốt, trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng đối với huyện đảo Hoàng Sa, cần lưu ý gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trong chiều và tối nay.